Vâng, iPhone 7 128GB Máy ở trong tình trạng là đẹp keo mọi người nhé Đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết mọi người nhé Nếu là một cái chiếc máy thay vỏ, một chiếc máy dựng thì không có gì để đáng chú ý Nhưng nó là một chiếc máy zin nguyên bản, chưa bung mọi người nhé Đấy, Chưa bung tức là chưa mở máy ra để làm bất cứ một cái việc gì Loại máy như thế này thì hiện tại rất là hiếm trên thị trường mọi người cứ đi thử đi hỏi tất cả các các, các shop mọi người kể cả shop uy tín nhất rồi kể cả shop lớn nhất tất cả các các shop mọi người xem là có iPhone 7 chưa bung không loại máy này siêu hiếm mọi người nhé và chất lượng của nó thì khỏi phải bàn thứ nhất là những cái chức năng như camera của nó rất là đẹp này màn hình mọi người nhìn rất là sáng đẹp mọi người nhé màn hình iPhone 7 mà hiện tại còn được như thế này là rất là sáng đẹp tại vì nó chưa qua quá trình ép kính chưa qua quá trình thay phản quang mọi người nhé vân tay rất là nhạy luôn loa to rõ mọi người nhé những chiếc máy này thì nó rất là bền rất rất là bền mọi người nhé rơi khó hẳn rơi khó hẳn Tại vì Apple khi mà sản xuất một chiếc máy người ta đã tính toán hết rồi Và pin của máy này thì nó báo bảo trì mọi người nhé Thì thường là những cái chiếc máy mà pin dưới 80 thì mới báo bảo trì Đấy. Mà chiếc máy này thì pin 86 nó cũng báo bảo trì Cái này thì em cũng không hiểu Nhưng mà đối với cái chữ bảo trì này thì em sẽ tặng cho mọi người, người một viên pin dung lượng cao mọi người nhé Khi mà thay pin thì bên em sẽ có video thay pin để gửi cho mọi người Còn nếu mà không thì mọi người cứ mua cái tình trạng này Bên em sẽ tặng kèm mọi người một viên pin Và khi mà ra tiệm mọi người uh, nói là thay giúp một quả pin Thì mọi người cứ nói với bên uh, anh thợ thay pin ấy. Uh, Kiểm tra giúp mọi người xem là cái máy của Tú Vân bán cho mọi người có phải là máy chưa bông không mọi nhá Cái loại máy này thì hiện tại rất rất hiếm trên thị trường